Xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Kết thúc phiên giao dịch ngày 12 tháng 10, VN Index đóng cửa ở mức giá 1034, tăng 28 điểm tương ứng với gần 3%. Và VN30 thì cũng đóng cửa ở mức giá khá là giống VN Index ha, cũng là 1034, nhưng mà cái biên độ tăng nó nhỉnh hơn một chút, tăng 33 điểm tương ứng với hơn 30%. Và hôm nay thì rất nhiều mã cổ phiếu nó đóng cửa ở mức sắc xanh cũng như là mức giá trần, ngược lại hoàn toàn so với cái phiên giao dịch ngày hôm qua, toàn đỏ với lại giảm sàn thôi. Đó, và một cái điều đặc biệt nữa là anh chị mình có để ý cái dòng ngân hàng là cái dòng nó luôn phát động đi trước không? À, ví dụ như ngày hôm qua nó là cái dòng giảm sàn đầu tiên. Đấy, thì hôm nay tiếp tục là cái dòng ngân hàng nó cho cái tín hiệu đóng trần đầu tiên. Đấy. À, vậy thì sau cái buổi sau cái phiên giao dịch này, chúng ta cần phải lưu ý những cái vấn đề gì, và cái cấu trúc hiện tại của VN Index nó đã xác nhận đáy hay chưa, thì buổi video ngày hôm nay em và anh chị mình sẽ cùng nhau đi giải đáp ha. Trước khi bắt đầu thì cũng xin chào tất cả quý anh chị mình đã đến với kênh đầu tư chứng khoán Châu Phạm Stock. Những anh chị nào mới đăng ký kênh thì anh chị đừng quên ủng hộ em bằng một phần đăng ký kênh nha. Trường hợp anh chị có thắc mắc về cổ phiếu thì vui lòng để lại bình luận. Anh chị nào muốn nhận những cái nhận định thị trường ngay tại phiên giao dịch cũng như là kiến nghị về mua bán cổ phiếu, khi nào chúng ta có thể giải ngân trở lại được, thì anh chị tham gia room cộng đồng bằng cách anh chị quét mã QR bên góc màn hình bên trái giùm em nha. Trước tiên mình xét VN Index trên hai phương diện trước. Đấy, thì bản chất cái phiên vận động ngày hôm nay, em đánh giá việc thị trường duy trì sắc xanh từ đầu đến cuối phiên như vậy là khá tích cực ha. Bản chất là hôm nay không đóng cửa được mức giá cao nhất phiên, bởi vì gần cuối phiên là nó có gặp cái áp lực bán nhẹ. Tuy nhiên thì cũng không có đáng kể so với cái xung lực hồi phục của ngày hôm nay. Và tình trạng bán ngược á, trong phiên đôi lúc vẫn có diễn ra, nhưng mà anh chị quan sát kỹ thì cái lực cầu hấp thụ lại nó khá là nhanh, và đa phần là các cổ phiếu đều duy trì được mức đóng cửa giá trần. Đó. Điểm tích cực nữa là cái xung lực dòng tiền nó xuất phát từ các nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn nằm trong rổ VN30 anh chị ha. Anh chị cùng nhìn sang nhóm VN30 nè. Đó, thì hôm nay chúng ta có cổ phiếu Hòa Phát Trần. Rất là lâu rồi thì thật sự mình cũng không nhớ Hòa Phát Trần là khi nào nữa. Đó, tuy nhiên Hòa Phát là một trong những cái nhóm cái mã cổ phiếu mà nó có cái vốn hóa cực kỳ lớn trên thị trường, đúng không? Và cái cách đóng cửa như thế này, cũng như là anh chị mình thấy cái volume ngày hôm nay của Hòa Phát, em đánh giá không phải là nhỏ đâu anh chị, nó vẫn có yếu tố dòng tiền vào đấy. Đấy, nên thành ra nó tạo cho cái nhịp hồi phục hôm nay của VN Index nó khá là chất lượng ha, chứ không phải là nó hôm nay VN nó tăng bằng cách là kéo những cái mã cổ phiếu trụ. Đó, nó có sự đồng thuận đến từ các nhóm cổ phiếu lớn. Đấy, ngoài HBG thì chúng ta vẫn có một vài cái nhóm cổ phiếu khác, ví dụ như là SSI nè, đúng không? Cũng gần trần, hoặc là như BID trần. Đó. Khá là tích cực ha. KDH thì mình không quá đề cập đến cổ phiếu này, bởi vì là con này là nó rơi kiểu như là về cái vùng selling climax, nó hồi phục kỹ thuật thôi anh chị. Quá bán thì hồ thôi. Đấy. Quay trở lại về VN Index ha. Mặc dù là anh chị mình thấy hôm nay thị trường xung lực hồi phục khá là tốt ha, nhưng mà vẫn có một số mã cổ phiếu cái xung lực nó vẫn khá yếu đến thời điểm hiện tại. Ví dụ như anh chị mình xem cổ phiếu HDC nè. Đấy. Bản chất hôm nay có hồi, đúng không? Và anh chị mình nhìn sang cái phiên giao dịch buổi sáng á, nó tăng gần trần khá là tích cực, khối lượng cũng lớn, đúng không? Và nó vô tình cho chúng ta một cái form cổ phiếu là gì? Hai đáy. Đấy. Nhưng mà cuối phiên nó lại bị bán ngược sang cứng trở lại. Chứng tỏ cái phiên ngày hôm nay là một cái phiên bull trap, đúng không? Một cái phiên dụ cầu. Đó, và nhìn cái khối lượng như thế này thì em đánh giá là cái biên độ rơi của HDC nó chưa dừng lại tại đây đâu anh chị nha. Đó, bản chất là hôm nay nó đã thu hút được một cái lượng cầu và bắt đáy rồi. Đấy, nên thành ra anh chị mình cực kỳ phải lưu ý trong cái giai đoạn này.
là không phải cổ phiếu nào nó hồi mình cũng có thể mua được đâu. Đấy. Nếu mà chúng ta không tỉnh táo ha, chúng ta vẫn rất dễ dàng rơi vào những cái trường hợp bull trap. Không chỉ HDC ngày hôm nay mà ngoài ra những một số cái mã cổ phiếu khác, ví dụ như anh chị mình thấy là HAG cũng vậy. Đúng không? Sáng hồi rất thuyết phục. Đấy. Tuy nhiên, cuối phiên lại bị bán ngược và lăn ra sàn rất là nhanh. Chứng tỏ đây là gì? Bull trap nè. VCG cũng tương tự luôn. Đấy, thấy không? Đó, hồi lên rất tốt ha, nhưng mà sao cuối phiên bị bán ngược rất là nhanh. Bản chất ở những cái mã cổ phiếu mà nó dao động biên lỏng á, cũng như là trong cái nhịp hiện tại, em có chia sẻ với anh chị mình là gì? Chưa phù hợp để giải ngân mới, đúng không? Đây, anh chị có thể tham khảo lại cái nhận định trong phiên ngày hôm nay của em ha. Sáng nay trần sàn liên tục, các cổ phiếu tăng điểm vol không lớn nên vùng này vẫn chưa an toàn để giải ngân. Điều kiện em có đề cập là cần chờ retest thành công, đoạn này không vội, khi nào đạt thì mình sẽ tư vấn. Đó, và anh chị cùng nhìn sang cái nhận định vào phiên ngày hôm qua. Đó, thì ở phiên sáng em có đề cập là gì? VN hôm qua xuất hiện nhịp stopping, xác nhận đáy ngắn hạn quanh vùng 1010, kháng cự gần nhất quanh 1150 cộng trừ. Trước khi về mốc này thì thị trường cần tạo vùng cân bằng hoặc là retest thành công, điều kiện xác nhận và sóng cần phiên bùng nổ theo đà. Thì 80% cổ phiếu sẽ vận động theo thị trường chung, vậy nên sau nhịp xác nhận đáy 1 sẽ chưa thể tăng ngay. Đoạn này chúng ta quan sát và chọn lọc cổ phiếu dựa vào tiêu chí 1. Biên độ rất ít sau nhịp chỉnh chung và đạt điều kiện cân bằng. 2. Là cổ phiếu rơi sâu hoặc là chỉnh trước và ni cho trạng thái test đáy và thành công sớm. Đó, và 20% còn lại nó sẽ rơi vào những cái mã cổ phiếu rơi sâu và hồi mạnh ở nhịp đầu tiên, hoặc cổ phiếu yếu không hồi phục được. Đấy, thì anh chị mình cũng có thể thấy nè, HDC là thuộc trong những cái diện cổ phiếu như hồi nãy mình có đề cập ha, yếu, HAG này, đấy, VCG này, đó. Còn nữa anh chị, mà ở đây em đề cập một số cái mã cổ phiếu tiêu biểu cho anh chị mình thôi, chẳng hạn như NBB nữa nè, đúng không? Nhìn thì bản chất cổ phiếu này có vẻ mạnh, đúng không? Xu hướng nó vẫn tốt, nhưng để mà đạt về cái tiêu chí điểm mua là nó vẫn chưa. Thứ nhất là gì? Về cái xu hướng của nó chỉ là mới sai quay trong cái vùng hộp này thôi, đúng không? Nó chưa có cái xác nhận dòng tiền vào bứt thoát khỏi cái vùng này. Nếu mà anh chị Đào có đọc về cái cuốn sách Tôi kiếm 2 triệu đô trên thị trường chứng khoán như thế nào của Nicola Davas á, đấy, thì anh chị mình sẽ biết cái nguyên lý hộp này. Cái nguyên lý này là của ổng đưa ra anh chị nha. Khi nào có một cái dòng tiền, cái phiên xác nhận dòng tiền nó bứt thoát khỏi cái vùng hộp này, thì đó sẽ là những cái điểm mua an toàn. Còn những cái điểm mua mà tại trong cái vùng sai quay dưới phần đáy này nè, đó, nó đều là những cái điểm mua. Nếu mà anh chị nào thích thì chúng ta có thể thăm dò thôi, với một vị thế nó rất ít thôi. Đó, và chúng ta cầm chờ, đúng không? Chứ mà thứ hai nữa là cái về cái điều kiện mua cổ phiếu này, chúng ta phải nhìn sang VN Index coi nó đã ổn định hay chưa. Đó, bản chất cổ phiếu nó sai quay thì khi mà thị trường ổn nó mới ổn, đúng không? Còn khi mà thị trường không ổn nó vẫn có thể gì? Điều chỉnh. Đấy, nên thành ra là về cái điểm mua nó phải xét trên nhiều phương diện ha, chứ không phải nhìn mỗi cổ phiếu về cái xu hướng là chúng ta có thể giải ngân là không phải ha. Đấy. Dạ rồi, thì sẵn tiện mình nói HDC á, là cổ phiếu này thuộc nhóm bất động sản, đúng không? Thì chúng ta nhìn sang cái nhóm mức cổ phiếu bất động sản đi anh chị. Hình như là hôm nay chỉ có những cái mã cổ phiếu KDH nè, quá bán nè, giảm quá bán thì hồi nè, đúng không? Cũng như Nam Từ Liêm cũng thế, Nam Long cũng như thế. Đó, và một cái điểm em muốn lưu ý cho anh chị mình là chúng ta sẽ loại bỏ cái nhóm bất động sản liên quan đến trái phiếu trong cái đợt hồi phục lần này. Đó, nên là anh chị mình cũng cực kỳ lưu ý giúp em ha, tham gia những cái mã nào mà chúng ta cảm thấy là cơ bản nó tốt, có những cái sự đáng tin cậy về cái phương diện kỹ thuật, đó, đạt tiêu chí thì mình có thể mua, chọn lọc những cái doanh nghiệp thật sự gọi là tin tưởng thôi anh chị nha. Đấy, nên là cái dòng bất động sản này thì đến thời điểm hiện tại em vẫn gọi là hạn chế nó, đúng không? Hồi trước mình có thích khá là quan sát cổ phiếu HDC đấy. Tuy nhiên thì đối với cái cách vận động khá là lừa đảo như thế này thì cũng thôi, không có chú ý nó lại nữa. Đấy, nên là anh chị mình lưu ý ha. Có chú ý thì may ra là còn có DSG nè, quan sát từ từ nè.
đúng không, cũng chưa có giải ngân vội. Khi nào mà cổ phiếu nó cho cái xác nhận test thành công, có một cái phiên hướng lên đó, xác nhận dòng tiền thì may ra ha. Rồi thì đó là bản chất về cái phiên hồi phục ngày hôm nay, đúng không, có sẽ có những mã yếu, những mã cổ phiếu mạnh đấy. Và xét về cái phương diện thứ hai nữa của VN Index, đó là về cái phương diện kỹ thuật à, thì anh chị mình thấy là sau cái nhịp tạo đáy lần 1 phiên ngày 10 tháng 10 thì em có hướng dẫn anh chị mình là chưa có nên giải ngân vội, đúng không, và chờ cái nhịp retest thứ hai của thị trường đó. Và bản chất là cái phiên ngày hôm qua là một cái nhịp giảm điểm, nó thật sự chưa có đạt kỳ vọng của mình à, nó giảm sâu hơn cái vùng đáy tạo đáy ngắn hạn của nó, về lại những cái vùng 1.000 luôn, đúng không, trong khi cái vùng đáy nó tạo cái phiên ngày 10 tháng 10 là cái vùng 1.010 đó, nhưng mà hôm qua cái mức giảm của nó thậm chí nó thủng qua cái vùng 1.000 luôn đấy. Nên hôm nay là một cái phiên hấp cung trở lại và vô hình chung là nó tạo một cái đáy số 2 đấy. Tuy nhiên thì anh chị mình thấy là cái đáy số 2 này á, nó có cái đáy thấp hơn cái đáy 1, đúng không à, thông thường theo cái phân tích kỹ thuật nếu mà chính xác á à, thì một cái nhịp retest số 2, một là cái đáy nó phải ngang bằng với cái đáy thứ nhất, tốt hơn thì nó sẽ gì, có yếu tố nâng đáy, tức là đáy sau thấp hơn đáy trước. Nhưng mà cái phiên ngày hôm nay nó vô hình chung nó tạo một cái điểm thứ hai, cái đáy thứ hai nó thấp hơn cái đáy trước, nên chung quy lại là cái phiên ngày hôm nay em đánh giá mặc dù hồi tốt nhưng về phương diện kỹ thuật nó vẫn chưa có thật sự trọn vẹn lắm anh chị ha. Đấy, ví dụ như nè, test đáy nè, đúng không, bằng với đáy trước nè đấy, hoặc là đáy sau thấp hơn đáy trước, nó có cái nhịp này nâng đáy nè, đúng không, xác nhận một cái nhịp hồi phục, hoặc là đáy sau bằng với đáy trước thì cũng có xác nhận nhịp hồi luôn đó. Tuy nhiên thì cái video hôm nay thì em có chia sẻ đó đấy. Vì vậy là cái xu hướng tiếp theo của VN Index nó nên như thế nào để mà nó củng cố được cái vùng 1.000 cái vùng 1.000 đến cái vùng 1.030, tức là cái vùng này nè sẽ là cái vùng đáy ngắn hạn của thị trường. Thì anh chị mình lưu ý là một á, nói chung là cái điều kiện tiên quyết là phía sau nó phải có một cái nhịp xác nhận hướng lên, một cái nhịp xác nhận dòng tiền vào rất quyết liệt, cái thanh khoản nó phải có hiện tượng đột biến nha. À, chứ ngày hôm nay là chưa đột biến đâu nè. À, và anh chị cùng nhìn sang cái chart 15 phút. À, thì ở đây em sẽ phân tích nó kỹ hơn để mà cho anh chị hiểu rõ cái bản chất luôn. Đấy, thì như em có chia sẻ là cái đáy VN của chúng ta lúc mà cái phiên ngày 10 tháng 10 là nó tạo một cái nhịp gì anh chị? Hồi phục rất tốt, đúng không? Cho cái đáy thứ nhất nè. Đấy. Nhưng mà cái đáy thứ hai nó có yếu tố giảm sâu hơn cái đáy 1. À, đấy. Và hôm nay thì là một cái phiên nó hồi lên, đúng không? Cuối phiên thì anh chị mình thấy nè, có gặp cái áp lực bán nhẹ vào cuối phiên, khối lượng có hiện tượng gia tăng. Hả? Cái yếu tố mà bán cuối phiên á, nó xuất phát từ HAG là chính nha anh chị nha. Đấy. Thì thành ra em đánh giá đối với cái xu thế mà đáy sau thấp hơn đáy trước như thế này thì tốt hơn hết VN Index của chúng ta nó nên có những cái nhịp retest lại. Đúng không? Retest lại. Retest cái vùng 1.013 nè, tức là cái vùng đáy đầu tiên nó tạo đáy và đi lên trước. Đó, khi mà nó về retest cái vùng này, sau đó là gì? Có cầu vào đỡ nè, đúng không? Và nó hình thành một cái nhịp hồi phục. Đó, và nếu như cái nhịp hồi phục này nè anh chị, mà cái dòng tiền nó vào tốt, đó, nó là một cái phiên mà gọi là có thể bùng nổ theo đà đi. Đó, thì sao? Xác nhận VN của chúng ta nó sẽ vượt cái vùng 1.050. Đấy, tức là cái vùng cản ngắn hạn nè. Đó, bằng một cái nhịp điểm dòng tiền hướng lên thì nó khá là thuyết phục để mà chúng ta có thể gọi là bắt đầu giải ngân thăm dò ở một số cổ phiếu nó đạt điều kiện rồi. Đấy. Nên là đúc kết lại đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có nên giải ngân thị trường hay chưa? Đấy, thì em đánh giá là vẫn phải chờ thêm, chờ những cái yếu tố retest như hồi nãy em có chia sẻ với anh chị mình á. Đó, thì như thế nó sẽ ok nhất ha anh chị ha.
Và chiến lược ở thời điểm hiện tại thì đối với những anh chị mà chúng ta đang còn cầm nắm cổ phiếu thì tất nhiên là chúng ta vẫn phải ưu tiên cơ cấu danh mục và xử lý những cái mã cổ phiếu yếu rồi, đúng không? Đôi khi danh mục của anh chị mình á nắm 4 mã nhưng mà đôi khi nắm hết 3 con nó không chịu tăng rồi. Đó, nên là chúng ta có cố chấp chúng ta cầm nắm như thế nào á thì khi mà VN Index nó hồi phục cổ phiếu mình không tăng rất là sốt ruột, đúng không? Thành ra mình có tâm lý rất là chán nản và chúng ta muốn cắt hết. Đó, mà khi mà mình bán hết thì mình đâu có muốn tham gia lại thị trường này đâu anh chị, đúng không? Nên thành ra là nó ảnh hưởng cái tâm lý rất là nhiều. Nên em khuyến khích là những anh chị mà đang còn cầm nắm cổ phiếu thì ưu tiên xử lý, chứ chúng ta cũng đừng có quá say máu trong cái nhịp này ha, trong cái giai đoạn mà thị trường chưa có những cái xác nhận 100%, một cái phiên xác nhận chất lượng thì chúng ta nên xử lý danh mục tồn đọng, ưu tiên bảo toàn vốn trong cái nhịp này trước. Trường hợp mà anh chị lưu ý nè, khi mà VN Index nó có xác nhận ha thì cơ hội phía sau rất là nhiều, em đảm bảo với anh chị mình luôn. Chứ chúng ta cũng không cần phải canh những cái vùng giá thấp của cổ phiếu mà chúng ta mua rồi nắm những cái mã đấy cứ thom thóp lo không biết là ngày mai nó tăng hay là nó giảm. Đó. Nhưng mà khi mà anh chị thấy là nếu mà VN Index nó có xác nhận ha thì cái việc mà chúng ta mua đúng cổ phiếu á nó sẽ tốt hơn nhiều. Đấy, nó sẽ tối ưu hơn rất là nhiều. Đó, và tâm lý mình cũng sẽ thoải mái hơn, đúng không? Đó, đầu tư mà phải thoải mái hơn một chút anh chị. Đó, chứ cũng đừng có quá là ăn xui may rủi ha. Đó, lưu ý. Và một cái điểm em khuyến khích anh chị mình nữa đó là gì? Không nên giải ngân quá sớm, đặc biệt là đối với những anh chị mình cầm tiền nha. Đó, thì ở video hôm ngày 11 tháng 10 hôm thứ hai thì em cũng đã có điểm mặt một số cái mã cổ phiếu nổi trội trong mỗi dòng để mà anh chị mình lưu ý rồi. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ cùng tiếp theo đi sang cái phần thứ hai là phần phân tích nhóm ngành, phân tích cổ phiếu, đúng không? Đi sang những cái mã cổ phiếu em có đề cập thì cái vận động của nó như thế nào. Đó, thì đầu tiên mình sẽ đi qua cái dòng ngân hàng đi. Dòng khá là đặc biệt ha. Đó, thì hôm nay nhìn chung là cái dòng này nó hồi em cũng rất là mừng. Đó, chí ít là nó giải tỏa được cái tâm lý cho nhà đầu tư. Chứ mà khi mà VN Index nó hồi mà đến từ những cái nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ anh chị, thật sự cái nhịp hồi đó nó không có an toàn một chút nào cả. Đấy, ví dụ như là dòng banh ngày hôm nay, bản chất là nó cũng chỉ là trả điểm cái phiên ngày hôm qua thôi, nhưng mà chí ít là nó cho chúng ta những cái vùng ở thời điểm hiện tại là cái vùng mà nó thu hút được cái lực cầu, nó giải ngân, đúng không? Đấy, nên là trong cái giai đoạn phía sau, nếu mà cái dòng này nó cho những cái tín hiệu tích cực, chẳng hạn như là nó có xác nhận nè, hoặc là nó tái tích lũy trở lại trên cái vùng biên trên, thì em vẫn sẵn sàng em giải ngân thăm dò đối với những cái nhóm cổ phiếu này. Đấy, nên là ví dụ như dòng ngân hàng thì em có đề cập với anh chị mình cổ phiếu có quan sát lại á, ví dụ như là cổ phiếu BID, đúng không? Đó, cổ phiếu giữ được cái đáy trước đó, và anh chị nhìn chặt tuần nó sẽ dễ nhìn hơn. Đây, anh chị mình thấy nè, bản chất nó vẫn giữ được cái vùng đáy trước của nó nha, đến thời điểm hiện tại nha. Đấy, nên là ví dụ như trong tuần này nó chỉ cần duy trì đi ngang thôi anh chị, em không cần BID nó tăng quá nhanh đó, thì như thế nó vẫn rất là tốt. Thì đến thời điểm hiện tại á, tính sau 4 phiên nè, thì anh chị mình có thể thấy là nó đã tạo được cái nhịp hai đáy ngắn rồi, đúng không? Cái phiên ngày 10 tháng 10 là cái nhịp test đầu tiên. Cái nhịp hôm qua cũng là một cái nhịp test quay lại số 2 rất là nhanh. Đó, tạo hai đáy ngắn. Đấy, thì nếu mà đạt điều kiện về cái tiêu chí giải ngân của BID á, một xác nhận dòng tiền, một cái điểm hướng lên, đúng không? Bằng một cái thanh khoản bùng nổ này. Đấy, thì tiềm năng trong ngắn hạn nó sẽ khá là tốt. Chứ ví dụ như ngày mai nó có tiếp tục hồi đi thì em khuyến khích là những anh chị nào nó tiếp tục hồi với cái khối lượng không có anh chị, thì em khuyến khích anh chị đã đang kịp hàng BID chúng ta nên hạ ra nha, chứ cũng chưa nên mua. Khi nào mua? Khi mà cổ phiếu nó ví dụ nó hồi lên trên này, nó tạo một cái biên thứ hai, chúng ta canh lại biên này được, đúng không? Cái nền thứ hai nó vẫn an toàn hơn cái nền thứ nhất. Đấy, nên thành ra là anh chị mình lưu ý ha, đối với cái chiến lược hiện tại của BID cứ tiếp tục quan sát cổ phiếu này. Tiếp theo là cổ phiếu MBBank. Hôm nay cũng trần luôn, khá là tốt ha. Nhưng mà trần thì không có khối lượng, chứng tỏ một điều là gì anh chị? Hồi lên, dường như là qua những cái nhịp rũ đến thời điểm hiện tại thì không còn ai bán ra MBBank nữa, đúng không? Nên cầu
có vào một tí thôi thì cổ phiếu này cũng đóng trần. Đấy, thì thành ra đối với những cái nhóm cổ phiếu MBBank này nè, hiện tại dao động cung cầu đang khá là lỏng qua sàn này trần, anh chị mình thấy đó. Nên là em khuyến khích là anh chị nào đang có hàng thì chúng ta vẫn cái chiến lược như hồi nãy con BID á. Ví dụ như cổ phiếu hồi lên không thanh khoản, ưu tiên hạ tỷ trọng, đúng không? Còn nếu có dòng tiền xác nhận thì mình tiếp tục cầm nắm và theo dõi thêm. Đó, và chúng ta sẽ ưu tiên cơ cấu ở những cái vùng giá cao hơn chẳng hạn. Đó, thì đó là đối với MBBank ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi sang cái nhóm dầu khí đi. Nhóm dầu khí thì hồi đợt em có chia sẻ với anh chị là cái nhịp ngày 10 tháng 10 á, cái nhịp mà VN Index nó tạo cái điểm stopping đầu tiên á. Đó thì em kỳ vọng cái dòng này hồi, nhưng mà cái dòng này nó không á, em xin lỗi, kỳ vọng cái dòng này nó trần cứng. Nhưng mà đáng tiếc là ví dụ như BVD nè, hôm đó nó còn bị bán ngược trở lại nữa. Nên thành ra em đánh giá cổ phiếu này nó cần phải tạo cái biên tích lũy lại. Ha, thì ở thời điểm hiện tại anh chị mình lưu ý là BVD vẫn là một trong những cái mã cổ phiếu mà em đưa vào cái list quan sát đối với cái nhóm dầu khí nha. Thì cái vùng kháng cự ngắn hạn của BVD á, sẽ là cái vùng giá 22 đó. Và nếu anh chị này chúng ta muốn an toàn, chúng ta nên đợi cổ phiếu về cái vùng này, nó hình thành một cái biên tích lũy lại, tái tích lũy trên vùng kháng cự nha, cho thấy một cái điều hấp thụ đó. Thì khi mà nó đạt về cái yếu tố thanh khoản kiệt về thanh khoản thì chúng ta sẽ có những cái điểm giải ngân tiếp theo của BVD ha. Tại vì cái phiên ngày hôm qua em thấy là cái khối lượng của BVD nó bị bán vẫn còn khá là lớn, nên em nghĩ là nó vẫn chưa thể tăng ngay đâu. Anh chị đừng có lo sợ bỏ lỡ cơ hội ha, cứ theo dõi cổ phiếu từ từ, không nhất thiết phải vào cái vùng giá này. Đấy. Và cái vùng giá này ví dụ như lên tới đây cổ phiếu nó không vượt được, nó bị bán ngược trở lại, thành ra mình mua hề vốn đúng không? Một hề vốn, hai là gì? Lỗ luôn. Đấy, nếu mà cổ phiếu nó rủ. Đấy, nên thành ra anh chị mình lưu ý ha, cứ theo dõi lại từ từ. Đó, thì dầu khí thì ưu tiên BVD. Tiếp theo thì chúng ta đi qua cái nhóm thép đi. Nhóm thép ngày hôm qua á, là đã thấy cái tín hiệu khá là ổn rồi nè, đúng không? Khi mà gì, hình như là đây là cái dòng mà ngày hôm qua chỉ có duy nhất là nó trụ được cái mức giá xanh thôi anh chị. Còn lại là tất cả các dòng nó đều giảm theo VN Index cả. Đấy, thì nhìn chung anh chị mình theo dõi lại cái kiến nghị HSG em có đưa ra ở room khách hàng ngày hôm qua. Đây, dòng thép nè, túc tắc đi lên khá ổn. Nhóm này buộc phải retest thành công chúng ta mới có cơ sở tham gia. Hiện tại cứ theo dõi thêm. Đấy, thì thành ra đối với những cái nhịp hồi sóc như HSG á, anh chị mình hạn chế vào sớm. Nà, em lấy ví dụ nè, đợt rồi cái giai đoạn tháng 6 nè cũng giảm rất sốc đúng không, giảm mà không hồi luôn á, sau đó bắt đầu hồi nè, hồi được đâu đó khoảng tầm 10-15% chẩn lại cái đà tăng, thấy không? Này, anh chị mình thấy là nó còn một cái nhịp nó quay về nó rũ nè đó, nên là thành ra hạn chế vào sớm nó là như thế. Dính cái nhịp rũ này mà ai tâm lý yếu bán ra ngay, cắt lỗ ngay, cắt xong nó hồi phục đó, rất là khó, nên thành ra hạn chế vào sớm. Em đánh giá là phải chờ cái nhịp retest lại của cổ phiếu. Tương tự như cái nhịp này, nếu retest thành công, cổ phiếu tích lũy kỳ cung sẽ có điểm tham gia, lưu ý ha. Đó là đối với cổ phiếu HSG. HBG thì có hàng, ưu tiên hồi phục, hạ tỷ trọng đấy, trong ngắn hạn ha. Còn về cái cách mà điểm mua thì nó cũng khá là tương đồng với BID hoặc là MBBank. An toàn thì vẫn chờ phiên xác nhận dòng tiền. À, Nam Kim. Nam Kim sao hôm nay lại không có trần được? Đáng lẽ con ra là con này nó phải trần nè anh chị. Nó đầu cơ mà, đúng không? À, thì cho thấy là trên vùng này nó vẫn gọi là gặp cái áp lực bán nhất định. Đấy, thì thành ra con này nó phải tích lũy lại, đúng không? Hoặc là nó test lại. Test thành công thì nó sẽ cho cái điểm mua ha. Rồi tiếp theo là đi qua cái nhóm đạm đi. Nhóm đạm á, em đánh giá là đâu đó nó vẫn cho một cái xu thế nó tốt hơn so với những cái nhóm cổ phiếu ví dụ như bất động sản nè, đúng không? Hoặc là thậm chí dòng ngân hàng đi. Đó, thì em thấy là về cái xu hướng của nhóm phân bón á, nó khá là ok. Thứ nhất thì anh chị mình thấy là nó vẫn neo giữ được cái xu hướng nâng đáy nè, đúng không? Đấy, và đối với cái nhóm này á, về cái điểm mua thì cũng phải chờ. Về tới đây kháng cự nè, rất nhiều nè. Đấy, nên là phải chờ thêm nha. Còn nếu mà nó hồi phục mà không thanh khoản á, thì anh chị mình lưu ý đối với DCM thì cái kháng cự ngắn sẽ là quanh 32.x33.
lên tới cái vùng này thì ưu tiên hạ tỷ trọng giùm em nha. Nhìn chung là dòng này á, mình phải chờ nó siết lại cái biên anh chị mình thấy ha. Đó, nó phải siết lại tạo một cái mẫu hình thật chặt về cái biên độ. Mẫu hình này chúng ta có thể gặp SSI anh chị trong cái giai đoạn năm 2000 SSI VC. Nhìn chung là em mới 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 lướt qua, thì không nhớ nó nằm ở cái cổ phiếu nào rồi. VCI hả ta? Cái mẫu hình VCB á anh chị. Đây nè anh chị mình thấy ha. Nâng đáy nè. Đúng không? Đó. Ở đây thì cái đỉnh nó ngang chứ nó cũng không có gọi là theo như cái mẫu hình lá cờ của cổ phiếu DCM đó. Tuy nhiên thì anh chị mình lưu ý về cái mẫu hình như thế ha, đó, gọi là mẫu hình lá cờ siết chặt đấy, cứ cho nó siết lại cái biên đi xem nó như thế nào. Nếu mà có về cái điểm xác nhận dòng tiền á thì nó sẽ ok như cái phiên này nè, điểm xác nhận dòng tiền hướng lên nè, khối lượng bùng nổ nè sau khi tích lũy đúng không, giữ đáy nè, test kiệt volume nè, kiệt volume nè đấy, điểm xác nhận dòng tiền hướng lên là từ đó là cổ phiếu bắt đầu gì một cái chu kỳ đẩy giá. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn phải chờ thêm nha. An toàn á, thì em nghĩ là ai kịp hàng thì cứ bán ra trước rồi theo dõi vận động của nó sau. Bản chất là vùng này chưa thể lên ngay đâu anh chị nha, lưu ý. Thì đó là đối với nhóm phân bón chứng khoán, thì hồi đợt mình có chia sẻ cho quý VCI đúng không? Thì hiện tại là hôm nay có VCI đóng cửa trần khá là tích cực. Về cái điểm mua thì vẫn chưa xuất hiện ha, vẫn chờ một phiên xác nhận bùng nổ dòng tiền. MBS hôm nay nó hơi yếu hơn chút nha. Hôm nay tự nhiên nó mở cái gap như thế này em thấy tự nhiên cái chart nó xấu đi mất tiêu. Đấy, nên thành ra so sánh MBS á thì chúng ta vẫn có thể chú ý lại SSI vẫn ok anh chị. Đấy, thứ nhất là con này vẫn giữ được cái vùng đáy trước nè. Đó, và nó đã có bốn nhịp cân bằng quanh cái mốc 16.x này rồi đó, thì chúng ta vẫn kỳ vọng một cái nhịp xác nhận dòng tiền ha. Và nếu mà thành công á nó đạt về cái tín hiệu phiên đẩy nền á thì em sẽ hướng dẫn cái điểm mua tại room khách hàng VIP, lưu ý nha. Đây là cái dòng mà em cũng có chú ý khi mà nó phát cái tín hiệu trần đầu tiên á, chứng khoán ha. Đây anh chị nè, kỳ vọng nhóm chứng khoán sẽ vực lại tinh thần chiều nay. Đây cũng là dòng chỉnh trước VN Index anh chị lưu ý nhé. Đó, nó mà chỉnh trước mà nó cân đạt cái trạng thái cân bằng trước, nó phát động đi lên trước thì chúng ta vẫn có cơ sở để mà tham gia. Lưu ý nhóm chứng khoán nhé. Rồi, cuối cùng là nhóm điện đi. Thì nhóm điện hôm nay NT2 như thế nào? Còn lên sình, đúng không? Biên dao động anh chị mình thấy còn rất là lỏng lẻo nha. Đó, điện thì hôm nay ví dụ như HDG cũng khá là ok. HDG nó là đa ngành nha anh chị, có bất động sản, có cả điện luôn. Điện thì nó làm bên thủy điện ấy. Đấy, thì hôm nay nó trần khá tích cực. Đó, thì em kỳ vọng HDG nó sẽ đi theo cái mẫu hình Island Reversal, tức là một cái mẫu hình hòn đảo cô đơn anh chị. Ví dụ như ngày mai là một cái điểm đảo chiều cổ phiếu ha, mở gap mà nó tăng trần á thì xác nhận cổ phiếu sẽ vào một cái chu kỳ đẩy giá. Đúng không? Một cái chu kỳ hồi phục thì nó sẽ tương tự như cái giai đoạn năm 2018 á. À em nhầm ha, cái giai đoạn này nè anh chị. Đây nè. 2020 tháng 8 năm 2020. Đó, bốn phiên cân bằng. Đúng không? Khối lượng thấp. Rồi hôm sau cổ phiếu mở gap nó tăng thì nó hình thành một cái phần ốc đảo như này. Thì đây gọi là cái mẫu hình Island Reversal. Bản chất thì cái giai đoạn này VN Index nó cũng hình thành cái mẫu hình đó luôn, nên đa phần các mã cổ phiếu nó sẽ vận động theo thị trường chung. Đó, thì em cũng kỳ vọng
một cái nhịp bùng nổ về dòng tiền ngày mai, đúng không? Còn nếu mà trường hợp VN Index của chúng ta nó retest lại thì sao? Vẫn phải chờ thêm, đúng không anh chị? Đấy. À, tiếp theo thì ở những cái mảng khác như rì á, anh chị mình lưu ý rì ha. Em thấy cái vùng cân bằng này nó đang khá tốt luôn ấy. Bản chất á, đối với rì anh chị nhìn chặt tuần á, là những cái mã cổ phiếu nó vẫn giữ được xu thế tăng nha. Nó bám sát cái đường trendline tăng nó đi lên luôn. Đồng ý có chỉnh nè, nhưng mà nó vẫn giữ được cái trendline là một cái điểm rất là tích cực rồi, đúng không? Trong cái bối cảnh hiện tại mã này nó cũng giảm thủng đáy thủng nền cả, còn rì nó vẫn giữ được cái trend xu thế đó, thì anh chị mình note lại cái cổ phiếu này giùm em nha. Đấy, vậy rồi thì buổi video của em xin phép kết thúc tại đây. Xin cảm ơn anh chị mình rất là nhiều đã theo dõi đến hết video này. Hy vọng là nó có thể giúp ích được cho anh chị mình trong cái quá trình đầu tư. Và anh chị nhớ những cái vấn đề hồi nãy em có đề cập tại đầu video nhé. Anh chị nào vào trễ có thể kéo lại để mà chúng ta xem cái chiến lược trong cái giai đoạn này, điều kiện an toàn để mà giải ngân là khi nào, đúng không? Và nếu chưa có xác nhận thì chúng ta cần phải hành động gì. Rồi thì xin chào và hẹn gặp anh chị mình ở những video tiếp theo nhé.